mấy thứ rồi, mình mấy thứ rồi nhỉ, kiếp thật thì rồi. Ui trời ơi. Ui trời ơi. Từ, tí nhá. Bên kia chẳng có đá. Úi trời ơi. Con máy của mình tôi sâu, mình tôi sâu kìa. Khiếp thật, thấy sâu. Hả? Tôi sâu mà xinh lắm kìa. Quay một góc bên sườn này. Một máy đang tải lên rồi. Anh từ từ để em quay. Ấy, tí thì xong. Em ơi, phun đây nào. Là chơi mình phun không có đây. Vào đi em ơi. Kiều khích. Úi trời ơi, không nhìn thấy đường rồi. Trời ơi, úi trời ơi. Chưa đến giờ mà té ác này thế. Úi trời ơi. Cái này đến hội thì kiểu gì chứ hết hết. Ui. Cái mặc áo mưa đi hồi. Mặc áo mưa giữa trời nắng ấy. Úi. Ấy à. Ui chơi vòi rửa xe à? Ây à. Cái này thì sao mà nổi? Cái này là chướng người luôn. Ui trời ơi. Gạt kính vào đây. Ây da. Ui trời ơi. Nhìn cái khung cảnh này mình lại nhớ hôm nọ sang Lào ăn Tết các bạn ạ. Cũng ngồi trên thùng xe đi té nước. Ôi rồi, múc cả nước lên thùng xe này á. Đội này chơi lớn nhỉ. À cả hai xe luôn các bạn. Mọi người đang té nước rồi các bạn. Mặc dù là lễ hội chưa được diễn ra, hiện tại mọi người đang làm một chút lễ ở trên đền thờ. Rồi, các cháu này các bạn. Ôi giời. Ui giời ơi, chơi luôn nhỉ. Thank you.
rất là đông vui luôn các bạn. Trời dưới suối này té lên thì không ai nổi rồi. Ôi trời, ôi trời. Ở tiếp trên kia lại. Ui trời. Chạy rồi. Ở trên kia mọi người đang té nước nha, ở trên cầu kia rất là đông luôn các bạn. Bạn này phải chạy thôi. Ui giời, đội trên kia té đông chưa? Đi dọc đường là phải múc nước để sẵn các bạn ạ. Mọi người đang di chuyển đi lên khu vực cầu rất là đông các bạn ạ. Mọi người chia khu vực tổ chức té nước ra hai địa điểm. Di chuyển sang đây thì ai cũng sẽ bị ướt các bạn ạ. Không phân biệt là người lạ người quen gì, cứ nhìn thấy nhau là té nước vào nhau rồi. Dòng suối thì bình thường rất là trong xanh đâu các bạn, nhưng mà do ở trên này mọi người đang té nước ở trên này là nước hơi đục một chút. Ui dồi ôi, đông chưa? Mình lần đầu tiên được tham gia cái lễ hội Tenkin Park các bạn ạ. Thì số lượng người không kém gì với hôm lễ hội Tết bên Lào, đông chưa? Tí nữa nhá. Được rồi. Bình tĩnh. Ôi giời. Hôm nay mà ai khách từ xa đến mà được đi qua đường này thì chỉ có ướt hết thôi các bạn. Ôi giời. Không chỉ mọi người ở Lai Châu mà có rất nhiều người ở khu vực khác để đến tham gia lễ hội Tenkin Park các bạn ạ. Nên là số lượng người rất là đông luôn. Ôi cầu này số lượng người đứng trên này đông cũng khá là nguy hiểm. Ôi giời. Mình đi mình không có xô chậu để tạt lại anh em nữa hả? Chạy đâu. Ôi vẫn chơi cả bún này luôn á. Bây giờ mình sẽ di chuyển sang bờ bên kia các bạn ạ. Không biết là lên cầu có đi được không. Không may là dòng suối ở đây thì nước chảy liên tục các bạn ạ, nên là nước không đục cho lắm. Ôi. Nhiều súng quá.
Mọi người bên kia chia đội ra các bạn ạ. Chia đội ra té. Ra toàn bùn này. Chết té cả bùn à. Úi trời ơi. Ôi đội bên này có ruộng này, chơi té cả bùn rồi. Sợ quá. Đông chưa các bạn? Nước vào mắt. Ôi trời ơi, em gái chơi cả bùn luôn à. Đây mọi người, sau khi chơi té nước lâu rồi lạnh lên bờ sưởi ấm các bạn ạ. Ai là bật à. Mấy anh em ở đây không tha vào ai nhé. Ôi trời ơi, chơi cả nước ruộng này á. Chỉ sợ múc nước nhanh quá múc cũng phải cả đá hất vào nhau các bạn ạ. Anh em trên này tập chơi đất bùn thôi. Em cũng là người ở Lai Châu luôn à? À, em ở huyện nào? Huyện nào cơ? À, ở Mường So à? Huyện Mường Hồ à? Đội trên này toàn chơi đất bùn. Bao cả mồm luôn rồi. Hôm nay mọi người đến với lễ hội này là ai cũng được tắm hết các bạn ạ. Ở trên này là cung cấp những cái đồ để té nước luôn các bạn. Súng và chậu, đồ bảo vệ điện thoại. À, mọi người đứng ở trên này là cái chuyến xuống té đầu tiên các bạn ạ. Mọi người mệt rồi nên là đổi ca. Đi lên trên này nghỉ ngơi. Nước càng ngày càng đục rồi. Toàn bùn các bạn ơi. Tới đây rồi. Không biết là áp hội chiêng chưa nhỉ? Đang chuẩn bị khó anh ạ. À. Giờ sẽ di chuyển đi xuống khu vực lễ hội áp hội chiêng các bạn ạ. Thầy làm lễ đến đâu thì các cô gái thì sẽ lấy phần nước ở trong chậu vẩy lên trên đầu mình các bạn ạ. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Chưa đều đâu. Chưa đều. Làm lại đi.
Phải công nhận các cô gái Thái ở trên này rất là trắng luôn các bạn. Lát bắt luôn nhá. Lát bắt là vợ. À, đến từ Lào Cai à? Từ Lào Cai sang Lai Châu để chơi lễ hội. Ôi, rất là trắng luôn các bạn. Ai là. Chơi ác đấy. Xuống hẳn suối chả đũa. Kết tông xuống dưới chả đũa rồi các bạn. Em cũng đến từ Lào Cai luôn à? Em ở chỗ nào Lào Cai? Em đến Lào Cai đấy. Mường Khương Lào Cai. Mường Khương à? Em sang đây lâu chưa? Trang phục của người giao tiền đấy bạn. Nhìn rực rỡ chưa? Ôi trời. Chạy rồi. Ôi giời. Ăn cho nó bạn. Ôi giời ơi.